Hiện tại tỉnh Khánh Hòa chưa tháo gỡ hoàn toàn quy định về thực hiện giãn cách xã hội, thế nên bãi biển Nha Trang cũng chưa hoạt động trở lại. Thành phố Nha Trang trong những ngày lễ này vẫn vắng khách, chỉ có số ít khách tham quan di tích và danh thắng. Hiện tại, di tích Tháp Bà Ponagar đã mở cửa, hoạt động trở lại. Khác hẳn về đông đúc, tấp nập khách như thời gian trước đây. Những ngày qua, trung bình mỗi ngày, khu di tích đón vài chục khách đến tham quan, sinh hoạt tín ngưỡng. Ban quản lý di tích đã thực hiện đầy đủ quy trình đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh và an toàn cho du khách. Thì tất cả các du khách vào cổng thì phải được kiểm tra thân nhiệt và sử dụng nước sát khuẩn và yêu cầu đó là phải đeo khẩu trang. Trong quá trình thực hiện thì nhân viên thường xuyên kiểm tra và giám sát, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Khi thực hiện trong các ngôi đền tháp, thực hiện tín ngưỡng thì du khách cũng như nhân dân chỉ được vào giới hạn là không quá 5 người. Và trong quá trình trong tháp thì cũng phải yêu cầu là giữ khoảng cách. Tụi em đi thì tụi em vẫn có trang bị một hộp khẩu trang cho riêng mình, rồi nước rửa tay, rồi nói chung là áo khoác, áo đồ thì chuẩn bị đầy đủ hết để mình đi cho thật sự thoải mái và an toàn cho mọi người xung quanh mình thôi. Tỉnh Khánh Hòa chỉ mới mở cửa một số điểm di tích, danh lam thắng cảnh, chưa cho phép tắm biển nên kế hoạch đón nhiều khách của nhiều đơn vị tạm gác lại. Du lịch Khánh Hòa sẽ tập trung khôi phục lại thị trường sau khi dịch bệnh tạm lắng. Trước mắt, khai thác tối đa khách nội địa. Dựa vào tình hình phòng chống dịch ở các nước trên thế giới, ngành du lịch sẽ xúc tiến, khai thác thêm nhiều thị trường khách quốc tế trọng điểm đã có trước đây và một số thị trường mới.